chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh nha. Thì hôm nay tiếp tục là một màn thể hiện đẳng cấp của tàu kéo Huyền Thoại lấy gỗ qua cống nữa đây các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không đứng trên miệng cống để mà quay cho mọi người xem nữa, mình sẽ đi xuống trực tiếp xuống dưới chiếc tàu kéo luôn để mà quay kiểu giống như là nó chân thật hơn các bạn. Đó, coi coi nó lắc lư như thế nào. Đi xuống dưới thì hơi nguy hiểm hơn một chút nha, tại vì nó lắc lư dễ té lắm, nói chung là dễ té lắm. Bây giờ mình sẽ đợi ông chính lôi cái lóng gỗ này qua trong cái miệng cống này qua bên kia đi. Ở bên kia còn ông chính ông chạy tấp lên đây rồi mình sẽ nhảy xuống nha. Nhảy xuống tàu kéo. Đó, bây giờ chuẩn bị nó đây. Chuẩn bị tiếp tục một màn thể hiện ở đây. Rồi thì bây giờ ông chính đang lấy lóng cây lại nha các bạn. Đó, bây giờ ông chính đang chuẩn bị quay đầu đằng đẵng này. Các bạn xem này. Wow, rất là khó khăn nha các bạn. Tại vì nước đây đang chảy rất là xiết luôn. Nước đang chảy rất là xiết bởi vì mỗi lần mà quay đầu nó rất là khó khăn. Rồi thì bây giờ mình đã được xuống chiếc tàu kéo nè các bạn. Thì bây giờ chút xíu nữa thì mình sẽ trải nghiệm thực tế cho người xem nha. Đó, bây giờ thì anh Trường anh đang mở cái lóng cái cọng dây của cái lóng cây này ra. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua bên bờ bên kia lấy cây. Đi xuống đây phải nói là trải nghiệm một cái cực kỳ vơi luôn đó các bạn. Tại vì nói chung là chiếc tàu kéo mình nó trao đảo rồi nước rồi tiếng vô ngoái là nó ghê gớm lắm. Thì bây giờ cùng nhau vượt cống thôi các bạn ơi. Đó. Rồi ok. Đây. Đây bây giờ mình sẽ lựa một cái vị trí nào ngồi cho nó chắc chắn nha các bạn. Tại chiếc tàu kéo nó rất là lắc. Chịu không nổi đâu. Đây là cái miệng cống mà giống như là một cái thử thách đây các bạn. Một cái hệ một lên tới bãi cây luôn. Đây là đúng nói là đúng góc nhìn của tài công luôn nè các bạn. Đây là tiếp tục cái lóng cây tiếp theo đây. Một lóng cây như thế này thì nó dài khoảng 17-18 mét nha các bạn. Bây giờ thì chú đó đã buộc cái cọng dây vô trong lóng cây ha. Bây giờ đồng chính hiện các bạn chúng mình lôi cũng bảo ra. Bây giờ anh Trường anh sẽ nhóng lóng cây lên nha, nhóng lóng cây lên rồi bắt đầu mình mới đi qua bên miệng cống bên kia. Lóng cây này nặng lắm các bạn. Nhanh quá. Nước sôi luôn rồi, máy đây nước sôi luôn rồi. Máy đây này cũng tới liền dữ lắm rồi các bạn ơi. Mình vô khói má ơi. Lóng cây nổi lên trên rồi nè, nằm ngang rồi ta. Bây giờ lóng cây thì nó đang nằm ngang nha các bạn, nằm ngang như thế này nè. Bây giờ phải chỉnh lại cho nằm xuôi như thế này mới qua cống được, chứ nằm ngang là không thể nào mà qua được các bạn. Đó thì cái đầu kia nó nằm xuống đất rồi. Bây giờ ông chính ông sẽ chạy nhẹ nhẹ tới là cái đầu này nó sẽ đi xuôi như thế này xuống luôn. Đây cái miệng cống nằm đó đây, rất là hẹp nha các bạn, 8 mét. Tại vì nếu mà một chiếc tàu kéo chạy bình thường qua thì nó rất là dễ dàng, nhưng mà lồng thêm một cái lóng cây nữa thì nó rất là khó khăn. Quá lắc rồi. Lóng cây này ở dưới này nó có mấy cái bậc thềm nè các bạn. Này chút xíu nữa các bạn coi cái lóng cây này nó bị dội dội hợp hợp giống như là cái con cá voi nó ngớp vậy. Ok. Ôi ơi. Nó chỉnh nó chạy ghê quá. Nó chừng làm nó mới quay anh lại rồi. Nãy bị đứt nó cọng dây rồi.
cho mọi người xem cái cảnh tượng mà ông chính ông dùng hết ga để mà ủi cái lóng cây vô đây các bạn. Các bạn dòm cái mực nước không hay sao nó bắn lên nè. Đó. Chưa, từ từ các bạn ơi. Đợi xíu, đợi xíu. Để ông chính ông nhắm cho ngay rồi ông bôn vô nè. Đó. Chưa nữa. Đó, từ nào mà cái bánh lái nó chĩa ngay lại là các bạn hiểu rồi đó. Cái này thì nhẹ quá các bạn ơi, hồi nãy cái này nhẹ quá. Đỡ tay không nha các bạn, bây giờ là anh Giang lên xuống chạy nha. Vậy lên lấy dao lên nha. Dạ anh Giang Long Nguyễn chạy thì các bạn hiểu rồi đó. Nè ông chính ông sẽ bay lên nha các bạn. Đây nè ông chính ơi. Rồi tới luôn anh Lại ơi. Đây quấn một cái cua. Rồi tới chỗ. Cuối một cô một tới chỗ luôn. Tiếp tục lóng cây tiếp theo nha các bạn. Cái lóng này có bộ hơi nặng nè, tại vì nó nằm tuốt ở trên đoạn luôn nha. Đây các bạn thấy không, nó nằm tuốt ở trên kia luôn. Một lóng như thế này để dài tới 17-18 mét lận. Bây giờ anh Trường với chú đó đang buộc cái cọng dây lại để chú nó mà ve giật ra đây các bạn. Rồi coi trèo lên. Đâu bên kia đó, kìa. Nó dài tới mười mấy mét là các bạn thấy không? Bây giờ thì anh sẽ cho đầu này lọt xuống nha. Hơi khó mà này là nó. Cái này phải dùng kỹ thuật mới được các bạn. Dạ. Đây. Wow, nó lọt vô miệng cống rồi, nó lọt vô rồi, lọt cái đầu vô rồi. Ơi. Ok các bạn ơi. Quá đỉnh. Đây anh Văn Lợi. Đây các bạn chuẩn bị anh bắt chớn ủi vô nè. Các
lóng cây nó vô tới trong bờ nè các bạn. Đây lóng cây này nằm xéo bởi vì rất là khó ha, phải chạy từ từ vô mới được, không có nhắm ngay mà bắn thẳng vô giống như mấy cái lóng khác được. Ve ra lại nha các bạn. Bây giờ lóng cây nó nằm ngang rất là khó vô, phải canh làm sao mà cho nó xuôi vô mới được. Rồi bây giờ anh ủi qua bãi bên đây luôn nè các bạn. Hồi nãy là bãi bên đó nha, bãi bên đó ủi khó quá anh ủi qua bãi bên đây luôn rồi. Miệng cống nó ngã ra các bạn ơi, anh không dám đi thêm một lóng nữa rồi, tại vì nếu mà nước lớn đóng lại một cái là ra biển gì lộn với tàu kéo nó bên bển này nè, nó ngã miệng ra này không biết sao nữa, không biết kịp không nữa các bạn. Để coi sao đây, đây cái miệng này nó hả ra nè không, đi qua bên bển mà nếu mà lấy cái lóng cây về không kịp một cái là cống đóng lại là chiếc đầu kéo huyền thoại đã bên bển luôn. Bây giờ phải nhường cho chiếc ghe biển nó đi trước nè, để có công người ta chảy là ở tới mùa nước mà năm sau mới ra được luôn đó các bạn. Họ nhường chiếc đó đi mà nó không đi luôn ta, miệng cống nó ngã ra đó anh đại ơi. Các bạn thấy không, cái miệng cống nè nó đóng nhiều luôn rồi nè ha, nước vừa lớn là tự động nó đóng luôn các bạn. Mình nhường cho chiếc ghe biển kia nó qua trước mà nó cà sình bên bển hoài không qua không nổi, nó không qua chạy đó. Ông kêu qua nãy giờ đâu rồi, ông không qua, giờ ông khóa tay ông không qua rồi, rồi miệng cống đóng luôn rồi. Nãy giờ thôi là tới bãi cây bãi nè các bạn, tới rồi biết qua được tới luôn rồi, rồi nó đóng luôn rồi. Rồi ông phát tay ông không qua rồi nên trường ơi. Rồi đóng luôn rồi nè các bạn. Má đóng nhặt dữ trời. Thôi mình buộc mình che ra thử nó chạy nổi không. Rồi cống đóng luôn rồi các bạn ơi. Thôi thì chắc cái video mình xin tạm dừng tại đây luôn quá, tại vì cống đóng rồi đâu còn lấy đường nữa đâu. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.